Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện bây giờ em đang có mặt tại huyện Dòng xã Dòng Giá của huyện Ba Tri. Đến đây để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng hai con bò cái rất là lớn tàn. Ở đây thì bò này thì chiều cao tại phía sau khu của nó dao động gần 1m4 bò. Và với một cái khung tàn này thì bà con cô bác anh chị chúng ta mua về mà nó đẻ ra con bò con thì phải gọi là hết biết luôn cô chú anh chị và các bạn. Ở đây thì con bò này nó thuộc về cái dòng kem Pháp ha, kem Pháp cọp, lưng vai chân móng rất là cao to. Đây, bò này thuộc về dòng bò bự con, sái tích thì nói chung là nghiêm chỉnh, đó, lưng vai thì xương sóc lớn, đây rúng thì đầy đủ nè, chân móng nè. Cô chú anh chị các bạn ta xem bò rất là bự con ha. Bò này chiều cao tại phía sau khu là khoảng 1m4 bò. Con này thuộc về dòng kem Pháp cọp. Còn con bên kia thì nó thuộc về kem Pháp trùi. Nè, cô chú anh chị các bạn xem con bò này, hết biết bự không? Cái đòn của nó dài nè. Con này phải 2 mét mấy. Con này 2 mét mấy đó. Dạ. 2 mét 2, 2 mét 3 không? Hết biết con bò nó dài. Nó dài kinh khủng. Cái đòn nè. Đó, bự con nữa chứ. Con này chiều cao tại phía sau khu nãy em đo khoảng 1m4 á. Bò này bự con lắm cô chú anh chị các bạn. Con này nó đang hiện mang thai được nãy nó mang thai 5 tháng rồi. Mang thai 5 tháng. Đây. Mang thai 5 tháng cô chú anh chị các bạn, chân móng nè. Đó. Còn bên đây là con kem Pháp cọp. Con này thì mang thai được 4 tháng rưỡi. Hai con. Và em xin báo giá cho bà con cô bác anh chị ha. Con này có giá là 33.500.000. Còn con này hiện đang có giá là 34.000.000. Hai bò rất là bự con. Bà con cô bác anh chị nào thích chơi dòng bò bự con này thì mọi người cứ liên hệ với em để chốt được đôi bò này. Đôi bò này lên chiếc xe tải là chở không nổi luôn á. Hết biết bò. Bò rất là bự, cao to ha. Đây, cô chú anh chị các bạn xem. Cảm thấy thích muốn mua thì mọi người cứ liên hệ với em để có thể chốt được đôi bò này. Đôi bò rất là bự con ha, chân móng đi đứng thì hoàn thiện, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Ở đây thì bò này rúng nó thì tầm khoảng từ giá 6 phân hai con nè. Con bên kia cũng vậy ha, coi dần rúng của con bên kia đó, cô chú anh chị bạn thấy không, chân móng đi đứng nè. Bò không phải là bò ốm nha, bò này thì nói chung là nó cũng gân gân, những bò nái mà tầm này thì nó dễ đẻ con rất là to con ha. Chiều cao 1m4 tại phía sau khu thì cô chú anh chị các bạn biết rồi, bò rất là bự con, chân móng đi đứng thì hoàn thiện. Khi mà giao đến chúng ta sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán, sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui để kiểm tra về tình trạng chân móng đi đứng của hai con bò này. Đây cô chú anh chị các bạn xem nè, con này móng xám ha, mỏ xám, đầu thì đầu chuỗi, sái lưng thì nghiêm chỉnh, sái tiền thì có hai bên cổ nữa. Đó, bò rất là bự con, đòn thì dài, tải trọng lớn nha. Con này chiều cao tại phía sau khu là khoảng 1m4. Thì con bò này của chú anh chị các bạn biết bò này nó bự con như thế nào rồi. Còn con này thì thuộc về cái dòng kem Pháp cọp. Con này là con kem Pháp cọp ha. Đòn cũng khá là dài. Chân móng nè, móng sò, trụ thì đứng thẳng. Rúng thì cũng khoảng tầm 5-6 phân. Sái tích thì nghiêm chỉnh. Mặt mà đây bà con cô bác anh chị cảm thấy thích muốn mua thì mọi người cứ liên hệ với em để có thể chốt được cái đầu bò này. Còn bên đây có giá là 33.500.000 nha, bao chữa 4 tháng rưỡi. Còn con bên đây chữa 5 tháng. Con đây giá 34.000.000. Hai con qua rất là to. Qua rất là to, xương chậu khá là rộng ha. Đây, cô chú anh chị các bạn xem, em quay phải gọi là cận cảnh đây cô chú anh chị các bạn ta xem nè. Đó, chân móng nè, cấp mình quay đầy đủ hết cho cô chú anh chị các bạn xem và lựa chọn nha. Nếu mà ai cảm thấy thích cái chương trình của em thì mọi người cho em xin một like như thế này dưới video để cái chương trình của em có thể tiếp cận được nhiều người hơn, và bà con cô bác anh chị có thể lên đây để lựa chọn những con bò giống tùy theo ý thích của mình và túi tiền của mình ha. Thì bây giờ em sẽ lại gần đôi bò này.
và cập nhật cái thông tin về chiều cao chính xác cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem, và đưa ra quyết định xem mình có nên mua đôi bò này với mức giá thành hay không. Đó. Con này thì nãy em đo thử đó, khoảng 1m4 ha. Nè. Chú anh chị của bạn. Con này cũng 1m4 bò. Con kia là khoảng 1m35. Đó, thì cô chú anh chị của bạn nào muốn mua thì cứ gọi ngay vào số điện thoại của em 0383777696. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây và hẹn lại quý cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp. Xin thân ái kính chào.